Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Thầm Yêu, Khuất Sinh Hoài Nam là một bộ phim truyền hình thanh xuân vườn trường do Hồ Nhất Thiên và Hồ Băng Khanh diễn chính. Bộ phim hiện đang được phát sóng và thu về lượt xem khá khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen thì diễn xuất của cả nam nữ chính đều không được cư dân mạng đánh giá cao. Nhan sắc của Hồ Băng Khanh bị chê nhạt nhòa. Đảm nhận vai Lạc Chỉ của Thầm Yêu, Khuất Sinh Hoài Nam, đóng cùng với Hồ Nhất Thiên là Hồ Băng Khanh. Hồ Băng Khanh sinh ngày 25 tháng 1 năm 1992, là một nữ diễn viên trực thuộc công ty quản lý đường nhân Thượng Hải. Tốt nghiệp Học viện Thị giác Thượng Hải. Hồ Băng Khanh sở hữu ngoại hình khả ái, dễ thương. Ngay lần đầu xuất hiện trong phim Tân Thời Minh Nguyệt, cô đã gây sốt bởi gương mặt quá giống Lâm Y Thần. Trong nhiều bức hình, gương mặt của Hồ Băng Khanh gần như Lâm Y Thần. Cũng vì thế mà Hồ Băng Khanh nhận nhiều sự chú ý. Sau đó, Hồ Băng Khanh được chọn lựa là gương mặt thay thế Tư Kiều, đóng vai nữ chính trong phim Thiếu Nữ Toàn Phong, hợp tác với nam thần Dương Dương. Thiếu Nữ Toàn Phong sau khi phát sóng đã gây sốt giới trẻ trong suốt một thời gian. Hồ Băng Khanh với vai nữ chính cũng vì thế mà cũng nổi tiếng. Giành được danh tiếng nhất định, Hồ Băng Khanh có được cơ hội đảm nhận vai nữ chính Độc Cô Già La trong dự án cổ trang đình đám Độc Cô Thiên Hạ. Tuy vào vai nữ chính nhưng khi Độc Cô Thiên Hạ phát sóng, diễn xuất của Hồ Băng Khanh được nhận xét diễn xuất tiến bộ, nhưng lại không thể bật lại được với diễn xuất của các diễn viên phụ An Dĩ Hiên, Lý Y Hiểu, Từ Chính Khê. Năm 2019, Hồ Băng Khanh và Trần Tinh Húc cùng hợp tác trong bộ phim Thời Đại Tốt Nhất. Phim mới đóng máy chưa bao lâu thì tin đồn cặp đôi nam nữ chính phim giả tình thật. Sau đó phóng viên chụp được ảnh Hồ Băng Khanh đi chơi cuối tuần với một người đàn ông, cả hai cùng đi ăn trưa rồi sau đó nắm tay nhau đi dạo. Sau đó người đàn ông trong bức ảnh được cư dân mạng đào ra là Trần Tinh Húc, đàn em kém Hồ Băng Khanh 4 tuổi, cũng là nam chính Lý Thừa Ngân, Cố Tiểu Ngũ trong Đông Cung. Thời gian trôi qua, cư dân mạng vẫn nghĩ Hồ Băng Khanh và Trần Tinh Húc vẫn êm đẹp, thì lộ ảnh Hồ Băng Khanh và Trương Minh Ân ôm hôn. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu công chúng vẫn còn nghĩ rằng cả hai đều đang có người yêu. Hồ Băng Khanh từng bị công khai ảnh hẹn hò với bạn diễn Trần Tinh Húc. Còn Trương Minh Ân thì có mối tình rầm rộ với Từ Lộ. Tuy nhiên lúc vụ việc hẹn hò bị phanh phui, Hồ Băng Khanh và Trương Minh Ân tuyên bố đều đã chia tay người cũ, cũng như quay về trạng thái độc thân. Không dừng lại tại đây, cả hai tiếp tục trở thành tâm điểm khi cánh săn ảnh trông thấy Trương Minh Ân đến khu nhà của Hồ Băng Khanh. Giữa lúc dư luận đang đưa ra vô số phỏng đoán, thì Hồ Băng Khanh quyết định tiếp nhận phỏng vấn độc quyền của Sina và tố Trương Minh Ân dụ dỗ cô hãm hại tình cũ Từ Lộ. Trong cuộc trò chuyện, Hồ Băng Khanh tiết lộ thời điểm ảnh thân mật của cả hai bị phát tán công khai, thì Trương Minh Ân đã nói rằng hãy cho anh ta thời gian để giải quyết. Sau đó, anh dạy cô phương pháp để đối phó với bạn gái cũ Từ Lộ. Ngoài ra, Hồ Băng Khanh cũng phủ nhận hẹn hò với Trương Minh Ân và nhấn mạnh mình không phải là tiểu tam. Tuy vậy, lời thanh minh này không được cư dân mạng tin tưởng vì nó không giống với những gì họ thấy trong video ôm hôn của Hồ Băng Khanh với Trương Minh Ân. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.